Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái màn trải nghiệm rất là xịn sò của Philips. Philips Sonicare Series 5001. Máy sử dụng công nghệ sóng âm Sonicare, không làm tổn hại đến miếu hay là răng của bạn mà vẫn mang lại hiệu quả làm sạch một cách tối đa. Ở đây chúng ta có nút nguồn, nút bật tắt nguồn. Dưới này là nút chọn chế độ. Mình sẽ có đèn hiển thị của các chế độ. Clean là làm sạch thông thường, White là làm trắng răng, và Cup Care là chăm sóc miếu. Dưới này chúng ta sẽ có đèn báo hiển thị máy cần sạc pin hoặc là đang sạc pin khi đặt ở trên đế sạc. Ngoài ra, khi mà chúng ta sạc ở nhà, chúng ta sẽ có một cái phần gọi là để sấy và diệt khuẩn cái đầu bàn chải. Trên này sẽ là nút nguồn, mình sẽ nhấn và mở ra. Bên trong này khi bấm điện thì nó sẽ có đèn UV. Và mình chỉ cần tháo bàn chải, tháo cái đầu bàn chải này, cắm vào đây. Đồng thời có thể sạc được luôn ạ, rất là tiện. Thêm nữa, Philips còn tặng chúng ta thêm cả một cái case để mang đi, rất là tiện mang đi du lịch, đi công tác. Mình sẽ đặt bàn chải ở các vị trí này. Hai đầu bàn chải đây, rất là gọn luôn ạ.